như thế nào? Hả? Mẹ đau họng không? Đau cái gì? Đau họng. Đau họng mẹ có mệt không? Có. Có đau đầu không? Hả? Mẹ có đau mẹ đầu? Không đau đầu. Dạ. Bác mẹ bảo là mẹ đau họng với cả. Ôi xui xáo mình. Tân kế kế sáy kỳ tại sân bay hay mất tà sĩ của puta cố Berini. Tebak-tebakan ya, Vi. Kita SMR. Kupu-kupune ini gini iki lho. Kupu-kupune iki si tok tok anggitmu lho kabeh ngono ya, Pak. Nào không? Kok enggak ada singo? Aku wis koyo singo, guys. Tahu sih. Atentote. Nè, đau chân này ở đây. Không, đau chân. Ừ, đấy. Hả? Đi chơi đi này. Để làm gì? Của bố à? Hả? Thôi để em cầm xuống cho. Chị cầm lại rồi. Kabut Taufik gue. Iya. Không có. Ở đâu? Ở dưới nhà hay sao ấy? Ở dưới nhà. Gần đây. Gần đây là sắp được không ạ con? Gần đây. Bố mày à? Ai đi? Chú Quỳnh. Chú Quỳnh.
Ok. Cái gì đây? Bong kelas berapa, Vi? Kelas aku bingung loh, guys, harus ngomong kelas piro nih gini. Sekolah iki beda-beda ya ora koyo Indonesia. Anak iso apa guys nangis? Kamen cik siang tuhnya. ASMR tau. Mami ada yang ngambil VT papi yang baru diposting terus diposting ulang di akunnya dia. Terus aku disuruh menegur. Terus ketembian netizen ya ngono ya sampai kesel aku. Terus aku lelah pengen kepesing. Dulu ada sempat kepikiran gak Vi bisa jadi seperti ini. Itu yang sering kupertanyakan kepada Tadvila. Bian mikir apa? Kepeseng. Oh gak sumuk toh.